Nhìn rất là nghiêm trang và rất là đẹp luôn hả cả nhà. Ta qua bên đây để coi bà con mình bài bị mâm cúng như thế nào ha. Dạ, Thái xin chào cả nhà. Hiện tại Thái đứng trước cổng là lễ hội Quan Âm Nam Hải ha. Hôm nay là ngày chính thức. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4, diễn ra trong 3 ngày nha cả nhà. Ngày 30 tháng 4, ngày 1 với ngày 2 tây tháng 5 ha. Tức là ngày 22, 23, 24 tháng 3 giáp năm Giáp Thìn âm lịch đó. Hôm nay bà con mình đi khá là đông luôn, ngay kịp dịp lễ ngày 30 tháng 4 ha cả nhà. Cái hướng này hướng đi vào nè. Bây giờ là người ta cho mình chạy xe không mà xe hơi vào luôn ha. Bãi dưới xe rất là rộng luôn. À, phía bên trong, còn đây là phía bên ngoài ha. Đây rất đông bà con mình đi chiêm bái nha cả nhà. Rồi vào bên trong tham quan nhìn con thấy ha. Đây là cái bãi đậu xe hơi này cả nhà, rất là rộng luôn ha cả nhà. Bà đậu chạy vào luôn ha, bà con mình chạy xe thẳng vào đó luôn, chiêm bái xong người ta về ha. Đây là cái bãi giữ xe mới nha. Còn đây là cái hướng đi vào. Rồi vào bên trong tham quan nhằm cùng Thái đi xem bà con mình hôm nay đi chiêm bái như thế nào hả cả nhà. Đây là khu vực nước miễn phí cả nhà. Này là do người ta làm kinh doanh á, ta vào đây ta làm từ thiện ha. Có cơm chay nữa cả nhà, cơm chay miễn phí nữa phía sau đó đó. Rồi thấy vậy này trước thì học bé nè. Hồi bé xương sáo ha. Nhà miễn phí nha cả nhà. Còn bên đó là nước chanh á. Dắt đầu bà con là vào lấy nước uống đi tham quan xong rồi rất là mệt. Đây cho em nè. Còn đây là phía bên trong ha, bà con mình đi chiêm bái cả nhà.
Đây khu vực mà bà con mình đốt nhang nè ha. Đây là khu vực bãi biển để chiên bông, cả nhà nhìn rất là đẹp luôn. Năm nay là làm cái mé cống này rất đẹp luôn ha. Nhìn rất là nghiêm trang và rất là đẹp luôn ha cả nhà. Tôi qua bên đây để coi bà con mình bài bị mâm cúng như thế nào ha. Còn đây là khu vực ở phía mặt trước của mẹ nè. Năm nay ở trong chùa thì người ta làm cho mình một cái mái che luôn cho bà con mình, là trải miếng thảm luôn nè cả nhà, để bà con mình chiêm bái ha, cầu nguyện. Mỗi năm thì không có cái mà cái gạp này đâu cả nhà ơi. Bây giờ người ta che luôn để diễn ra trong 3 ngày lễ á. Bà con mình rất là mát mẻ ha, mình ngồi mình chiêm bái, mình cầu nguyện cầu giái ha, cho cả nhà bình an, nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt ha cả nhà. Còn đây là bà con mình ở xa nè, mới ghé nè cả nhà. Chúng ta qua bên khu chính điện đi ha.
bà con mình đổ xô càng ngày càng đông đó cả nhà ơi. À, tiếp tục tham quan cùng thấy ha. Thôi, tiếp tục thông qua nhập cùng thái nha. Đây là khu vực phía sau cả nhà. Bà con mình cũng ngồi nghỉ ngơi ha. Chờ cúng kiến đồ. Ở bà con mình phương xa thì ở lại để chờ cúng rồi xong rồi mình về ha. Đây, tới đây Thái cũng xin kết thúc video ha. Chúc cho cả nhà có một kỳ lễ thật nhiều ấm áp bên người thân yêu của mình. Thái xin chào tạm biệt ạ.